Về phán hành thì hoàn hảo ở cái giai đoạn đầu là phải thực hành giới. Thì cái Đức Phật đã thuyết thuyết giảng cái pháp để mình thực hành, đó là giới, giới thực hành về giới. Thì những cái giới học từ những cái giới cơ bản đấy, và cho đến những cái giới đặc biệt, những cái giới cao hơn, cái giới phổ thông là từ năm giới cao hơn một người Phật tử mà có bắt con trai giới. Đấy, từ những cái oai nghi tế mạnh đến đi đứng nằm ngồi đấy, cũng thuộc về giới khổ. Để cho nên những cái giới điều cho người tại gia và xuất gia, cho tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, vị sa di, thế những cái điều giới luật từ những cái nhỏ cho đến những cái giới lớn, Đức Phật đã thuyết giảng một cách chi tiết và cặn kẽ. Giới học là một cái pháp môn rất là hoàn hảo. Một người thực hành giới dù là những cái giới phổ thông như là năm giới thì người đó cũng đã trở thành một cái người rất là cao thượng, nhưng mà giữ trọn vẹn được năm giới. Nhưng cái người mà thực hành mà được bát quan trai giới thì cái sự cao thượng đó lại còn cao thượng hơn nữa. Người thực hành được năm giới là người đó đã đóng được cái cửa ác đạo, không có tạo cái nhân để đi xuống ác đạo được. Nên người đó chắc chắn chỉ có sinh về cái cõi này. Và người mà giữ được tám giới thì cái người đó là đang bắt chước cái hạnh của các bậc thánh để mà phát triển cao thượng hơn. Như Đức Phật nói là một cái người mà thực hành thì bắt quan trai giới thì đó sẽ phát nguyện rằng các bậc A-la-hán một ngày một đêm không ăn phi thời. Vậy hôm nay con cũng phát nguyện hành theo hạnh của các bậc A-la-hán một ngày một đêm nay con sẽ nguyện không ăn phi thời. Các bậc A-la-hán thì suốt đời không có múa hát, không thổi kèn từ, không xem múa hát, không nghe đường kèn, không trang điểm thoa vật hương, đủ phần không đem trả hoa. Vậy một ngày một đêm này con cũng phát nguyện không có múa hát, không thổi kèn từ, không xem múa hát, nghe đường kèn, trang điểm thoa vật hương, đủ phần không đem trả hoa. Vậy các bậc A-la-hán thì suốt đời không có nằm ngồi nơi quá cao và sinh diệt. Vậy một ngày một đêm này con nguyện không nằm ngồi nơi quá cao và sinh diệt. Thì giữ được tác quan thế giới thì mình đang phát triển những cái hạnh cao thượng hơn để bắt chước các cái hạnh của các bậc thánh. Và mình trong cái ngày hôm đấy kết hợp giữ giới với tu tập thì mình có rất nhiều cái khả năng, cái cơ hội có thể chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc được những cái pháp thượng nhân, chứng đắc được thiền, chứng đắc được các cái đạo quả trong cái ngày tu tập tác quan thế giới đấy. Nên mẹ tu tập các quan trai giới là ngày mình phải nghỉ các cái công việc thường nhật hàng ngày, nghỉ việc buôn bán, nghỉ việc làm ăn. Còn ngày hôm đấy thì thọ trì các quan trai giới xong phải thực hành một cái đề mục thiền này. Mình có thể thực hành thiền niệm Phật, thiền niệm Pháp, thiền tam, thiền giới, thiền như xưa, thiền như ngữ Phật, hoặc thiền chỉ không thiền quán. Và cái ngày hôm đấy, như thời Đức Phật thì rất là nhiều người thực hành những ngày trai giới và chúng ta được các thánh quả. Và một người có thể tu tập các cái giới cao hơn là sa di giới, đó là trở thành một người xuất gia, thì theo cũng giống thọ giới cũng túc để trở thành một cái người xuất gia, thì cái con đường đi vào niết bàn sẽ còn gần hơn nữa. Cho nên giáo pháp về cái pháp hành hoàn hảo ở đoạn đầu là hoàn hảo, ở những cái giới học rất là hoàn hảo. Và một người thì cái bước đầu tu bước đầu thực hành giáo pháp thì mình phải thực hành ở cái giới trước, thực hành được cái giới rồi sau đó mới hoàn hảo ở cái pháp hành về về tu tập về tâm, tức là tu tập về các đề mục thiền, tu tập về tâm. Thì một người mà thực hành giới thì cái người đó sẽ không tạo những cái nghiệp bất thiện, nhưng mà cái giới nó không có cái công năng tẩm trừ các phiền não như ô bên trong. Giới chỉ ngăn chặn được những cái phiền não thô ở bên ngoài, giới ngăn chặn được những cái hành động bất thiện của thân của thân và của cộng, chứ giới không ngăn chặn được những cái tâm bất thiện. Và vậy thì phải có một cái bước thứ hai, đó là phát triển định, định mới có thể chế ngự được cái tâm bất thiện. Đó là thực hành về tu tập tâm và tu tập các cái đề mục thiền, từ thiền hơi thở hay là thiền niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm từ, niệm sát chết, niệm bất tịnh, tất cả những cái đề mục đấy đều là tu tập về tâm. Và tất cả những đề mục thiền đấy nó đều có cái tác dụng là đè nén các cái phiền não tương ứng. Ví dụ như là một cái người mà có cái tâm đang mang
suy nghĩ cái tham man phóng dật và cái tâm nó cứ đang sang nghĩ chuyện này sang chuyện khác. Cái người đấy thực hành thiền niệm hơi thở là rất thích hợp, vì cái hơi thở nó có cái tác dụng là nó chung, nó trói cột cái tâm lại một điểm, nó làm cho cái tâm giảm bớt cái sự năng sang tham man. Nhưng mà cái người mà có cái tâm sân thì lại nên thực hành thiền tâm từ. Tâm từ nó làm cho dịu cái tâm sân xuống. Cho nên cái người mà có cái tâm tham ái nhiều thì nên thực hành thiền quán bất tịnh. Thì cũng bất tịnh như là thiền niệm sắc chết, niệm 32 thể trưởng. Còn một số người thì có cái trí tuệ đặc biệt sâu sắc và nhạy bén thì có thể Đức Phật lại trực tiếp và thực hành thiền tuệ luôn, Vipassana, đó là thực hành thiền tứ đại trước phân biệt sắc pháp và sau phân biệt danh pháp, nên trong đó thành tam tứ Vipassana thì mình nó có thể phát triển đến sát na định trên cái thiền thiền tứ đại phát triển trí tuệ luôn. Còn lại các cái đề mục thiền khác để có thể đoạn chế ngự các cái thiền tư cực. Thì cái bước thứ hai của cái pháp hành đó là tu tập về tâm, tu tập về định. Và thiền định thì nó cũng chỉ có cái tác dụng là nó chế ngự được phiền não, nó có thể tạm thời đè nén được phiền não xuống, làm cho phiền não không sinh khởi tạm thời, nhưng nó không có thể đoạn trừ được, nó không có thể nào búng gốc được phiền não, tức là nó không có thể cắt đứt được phiền não vĩnh viễn như là thiền quán Vipassana. Đây một người hành thiền định thì có thể đặt được các tầng thiền. Trong cái lúc mình nhập vào các tầng thiền đấy thì các thiền não nó không sinh khởi, các cái tâm dục giới nó dừng lại, chỉ còn các cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới nó sinh khởi, để chỉ có tâm đáo đại, tức là cái tâm đại thiện, tâm đáo đại, tâm thiện, cực thiện nó sinh khởi trong lúc hành thiền đấy. Và trong cái lúc mình nhập thiền thì mình có cái sự an lạc vì không có cái nhiễm ô phiền não. Nhưng mà cái thiền định này nó không có chấm dứt được phiền não. Nếu mà mình chỉ dừng lại ở thiền định thì cái kết quả đó là sau khi cuối đời, sau khi thân hoại mạng chung, mình chỉ sinh về các cõi phạm thiên và có thể sống ở các cõi phạm thiên một thời gian rất là, sau đó hết ở cái cõi phạm thiên, hết cái năng lực của định, hết sẽ rơi sinh xuống trường nặng cái nhân gian hoặc là cõi dục giới. Khi sinh xuống cõi dục giới thì tiếp xúc với những cái cảnh trần ở bên ngoài thì lúc đấy cái phiền não nó lại sẽ khởi trở nặng, cái nào phiền não vẫn còn phiền não thì vẫn còn ở trong luân hồi sinh tử. Vậy thì thiền định chưa thể chấm dứt được luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật đưa ra đến một pháp hành thiền, cái pháp thực hành nữa đó là pháp hành về thiền tuệ. Pháp hành thiền tuệ thì sẽ có cái năng lực đó là đoạn trừ tất cả các cái phiền não. Hành thiền tuệ thì nó mở mang cái trí tuệ để mình thấy rõ được sự thật, tức là cái năng lực của trí tuệ để mình giác ngộ ra được sự thật, mình thấy rõ được sự thật về 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 danh sắc chân đế, hay là sự thật về về tứ thánh đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, mình thấy được. Như một người bây giờ mà thấy được danh và sắc, phân biệt được danh chân đế, sắc chân đế, thế thì vì đó là một người đã giác ngộ về khổ đế, biết được thế nào là khổ, bởi vì năm uẩn là khổ. Năm uẩn là khổ bởi vì năm uẩn nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn bị bức bách, cho nên là năm uẩn này nó là vô thường, vì vô thường nên là nó khổ, vì vô khổ cho nên nó là vô ngã, không có năm uẩn ta. Và một người mà phân biệt được cái nhân mà sinh ra năm uẩn này, đó là sẽ thấy được các cái nhân quá khứ như vô minh, ái thủ hành nghiệp sinh ra sắc thọ tưởng hành thức, cái các nhân hiện tại sinh ra quả tương đang, các nhân quá khứ sinh quả hiện tại, nhân hiện tại sinh quả tương đang. Thế thì mình thấy được các cái nhân của cái thân năm uẩn này, đó là mình thấy được tập đế, tập đế. Một người mà khi mà thấy được danh sắc các nhân của danh sắc và thấy được cái sự sinh diệt của nó và thể nhập được với cái sự niết bàn, đó là mình thể nhập được với cái tuệ, cái tuệ mà nó tuệ chi được cái danh sắc mà nó uẩn sinh diệt đấy, thì mình sẽ chưa thấy được thấy được niết bàn. Thì khi mà thấy được niết bàn thì mình thấy được cái sự diệt tận của danh sắc này diệt hoàn toàn, không cần sinh trưởng lại nữa, thì lúc đấy là người chứng ngộ được đạo, người chứng ngộ được diệt đế. Diệt ở đây có nghĩa là danh sắc tận diệt, hay là các cái phiền não nó đoạn diệt, đoạn diệt được phiền não.
thì lúc đấy gọi là diệt đế. Và muốn đi đến để mà thấy được diệt đế, muốn thoát khỏi khổ đế, tập đế thì bị đấu cần phải thực hành đạo đế, cũng là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Về trong cái bát chánh đạo thì cũng có lối định tuệ ở trong đấy. Thì một người thực hành theo đúng cái lộ trình của bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì là mình phải có định đấy, thì mình mới có thể có được tuệ đấy, và mình có thể có được giải thoát. Thì đấy là cái giáo pháp của Đức Phật, nó có cái sự hoàn hảo ở ba cái chặng chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối đấy, ở pháp học đấy, thì có nghĩa là có văn, ở cái pháp hành thì mình là có cái sự hoàn hảo về giới, sự hoàn hảo về định, sự hoàn hảo về tuệ. Cho nên mới nói sắc được Đức Thế Tôn khéo thuyết giải. Và cái pháp của Đức Phật thì nó có cả cái pháp đưa đến sự thành tựu. Khi mà mình thực hành pháp thì sẽ phải có cái sự thành tựu về pháp. Một người có thể thực hành về giới sẽ có cái sự thành tựu về giới. Khi một người mà thực hành giới thành tựu thì mình sẽ không có những cái lỗi lầm. Chính vì không có mình không có những cái lỗi lầm cho nên tâm của mình nó không có trạng hối, không có cái trạng hối, không có cái sự ăn năn, cho nên là cái tâm của mình nó hân hoan, nó có cái sự thành tựu của giới, là mình không bao giờ phải cái tâm của mình luôn luôn được an lạc, được hân hoan, hoan hỷ. Thì từ hân hoan thì hoan hỷ, từ cái sự hoan hỷ thì nó được nhẹ nhàng, thân tâm mình được nhẹ nhàng. Thì từ cái sự thân tâm được nhẹ nhàng thì mình luôn sống, cuộc sống của mình nó cũng an lạc tự tại. Thì cái sự an lạc tự tại đấy nó là cái nhân để mình có thể chứng đắc được thiền định. Thì đấy là mình sẽ thành tựu được giới rồi thì mình sẽ thành tựu định một cách dễ dàng, mình có thể thực hành thiền định. Khi mà thực hành thiền định thì mình cần phải nhất tâm để giữ được cái chánh niệm trên một cái đối tượng liên tục. Và khi mà cái tâm của mình nó mà đạt được cái sự nhất tâm thì nó sẽ đè nén được năm cái triền cái, đó là tham dục, sân, hôn trầm, thủy miên, chẳng hối và hoài kỳ. Thì cái tâm của mình luôn luôn bị năm cái triền cái này nó quấy nhiễu, nó làm cho mình khổ sở bất an. Thì như là một người mà vào được sơ thiền thì cái thiền chi tầm nó sẽ cái thiền chi tầm ở sơ thiền nó sẽ chế ngự được hôn trầm thủy miên, tức là cái tâm của mình hướng đến đối tượng, thấy rõ đối tượng là lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ tỉnh giác, nó không còn ở những cái hôn trầm thủy miên nữa. Đấy, cái thiền thiền chi tứ thì nó sẽ chế ngự được cái hoài nghi, mình còn có cái hoài nghi cái này cái kia, nhưng tâm mình cứ bám sát đối tượng thì cái điều đó nó sẽ hết hoài nghi. Cái thiền chi hỷ thì nó sẽ đè nén được cái sân, cái tâm của mình nó hoan hỷ với đề mục, thì những cái tâm sân tức giận nó khởi lên. Cái thiền chi lạc nó sẽ đè nén được tham, cái tâm tham dục nó sẽ được cái thiền chi lạc, bởi vì cái tâm của mình nó luôn luôn đi tìm những cái khoái lạc thích thú, như là đi tìm các cái cảnh trần bên ngoài hoặc là ở cái tâm cực giới như vậy. Nhưng mà khi mà nó chú tâm liên tục trên một đối tượng thì ở trong một cái đối tượng đấy nó cũng có hỷ có lạc, và cái sự an lạc của thiền định thì nó rất là cao thượng thù thắng. Và cái tâm của mình nó đã cảm nhận được cái sự an lạc trên một cái đề mục thiền, ví dụ vị đó mà vào đến sơ thiền thì ở sơ thiền thì toàn thân vị đó thấm nhuần tập ước một cái trạng thái hỷ lạc trong như dục sinh, giống như là một cái trạng thái an lạc ấy, tức là nó rất là sung mãn và nó cao thượng hơn là những cái dục lạc ở thế gian. Đó là cái sự an lạc của thiền. Và khi cái tâm nó đã an trú ở trong cái sự an lạc đấy rồi thì nó không còn muốn hướng đến những cái dục lạc thế gian nữa. Cho nên là cái thiền chi lạc ở trong sơ thiền nó đoạn trừ được cái tham dục ở cái dục đời, đó là một cái thiền cái nữa. Và cái thiền chi nhất tâm thì nó đoạn trừ được hết tất cả những cái trạng tử, những cái trạng hối, cái tâm phóng dật tham sân, để được cái thiền chi nhất tâm nó đoạn trừ. Vậy thì cái pháp thành tựu ngay trong cái lúc mình thực hành pháp mình sẽ được hưởng cái kết quả của cái sự thực hành pháp đấy. Mình thực hành về giới mình được hưởng cái sự an lạc của cái sự thực hành giới, mình thực hành về thiền định mình sẽ được hưởng cái sự an lạc của thiền định, và mình thực hành về thiền tuệ thì mình sẽ được hưởng cái sự an lạc về thiền tuệ.
Cái thiền tuệ đó là khi mà mình có cái trí tuệ để mà quán chiếu, để mà phân biệt ra được sự thật. Như khi mình phân biệt được danh sắc chân đế thì lúc đấy tất cả những cái tà kiến của mình về cái thân đã uẩn này đã được ngoại trừ. Thì cái tà kiến đó là mình tham ái, mình chấp là cái thân này là của ta, là ta, là tự ngã của ta, mình có cái tham ái chấp thủ với cái thân này. Nhưng mà mình có tham ái chấp thủ với cái thân này thì mình bận rộn rất là nhiều thời gian chăm sóc cho cái thân, và mình lo lắng cho cái thân này rất là nhiều, và rất nhiều những cái phiền não và những cái tâm bất thiện nó sinh khởi ra. Nó đều do cái nguyên nhân là mình có cái tà kiến, đó là tham ái chấp thủ về cái thân đất của mình, của ta. Còn khi nào mà mình có được cái trí tuệ để mà phân tích rõ ra được cái thân này, thì được cái sắc chân đế, mình chỉ thấy nó là danh và là sắc, ngay lúc đấy loại trừ được các tà kiến. Khi các cái tà kiến đã được loại trừ thì các cái phiền não nó sẽ không sinh khởi, những cái phiền não tham sân si nó không sinh khởi ở một cái tâm có trí tuệ, có chánh kiến, có sự hiểu biết đúng sự thật. Thì mình sẽ, và khi nào mình mà có cái trí tuệ để mà thấy được cái pháp duyên khởi, đó mình thấy được cái nhân quá khứ sinh ra kết quả hiện tại này, thì mình sẽ loại trừ được các cái tà kiến như là có thần linh hay là có thượng đế, và mình loại trừ được những cái tà kiến là cầu xin thế này ở thế gian này. Ví dụ như là một người có tà kiến thì cái người đó thường hay hay tưởng là có những cái vị thần linh luôn luôn là ban tài phát lộc cho mình, và những cái người có cái tà kiến đấy thì hay cúng kiến hay lễ bái hay cầu cạnh. Thì đấy nó cũng là một cái hình thức giống như là giới cấm thủ, giống như là mình đang chấp chấp thủ vào một cái tà kiến sai lầm. Còn khi mà mình tu tập đến khi mà có được cái trí tuệ, thực hành thiền tuệ, mình thấy biết như thật về cái nghiệp và quả của nghiệp, đó là cái người mà tu tập quán chiếu các cái duyên khởi, các cái pháp duyên khởi, mình sẽ phân biệt được các kiếp quá khứ của mình đã tạo cái nhân gì để hiện tại này mình có cái thân người này, mình có thể phân biệt được nhiều kiếp quá khứ, và mình sẽ tin được là khi cứ những cái kiếp nào mình làm những cái nghiệp thiết thì kết quả là sau cái kiếp đấy mình sẽ được sinh về cõi này, còn những cái kiếp nào mình làm nhiều việc ác thì sau cái kiếp đấy mình sẽ đọa xuống cõi khổ. Và cũng từ cái sự phân biệt pháp duyên khởi ở các kiếp quá khứ, mình sẽ thấy có nhiều những cái cõi sống, mình cũng thấy có những kiếp mình sinh về các cõi chư thiên, các cõi phạm thiên, có những kiếp mình sinh làm người, nhưng cũng có kiếp mình sinh làm súc sinh, có kiếp mình sinh làm địa ngục, có những cái cõi là nó có thật, nó hiện hữu, và bằng cái trí tuệ mình thấy được cái sự thật đấy, thì lúc đấy mình mới tin như thật là cái nghiệp và quả của nghiệp nó không còn cái sự tà kiến, không còn cái sự cầu xin, không còn cái sự mê tín ở thế gian nữa, không còn tôn thờ cái tập thần linh này nọ để ban tài phát lộc, hay là tin rằng là mọi sự vận mệnh của mình là do có sự điều khiển hay là cái sự ngẫu nhiên, mà nó đều có nhân có quả hết. Đó là cái pháp thực hành về thiền tuệ, là ngay trong cái lúc mình thực hành thiền tuệ, thực hành thiền tuệ đến đâu trí tuệ phát sinh đến đâu, trí tuệ phát sinh đến đâu vô minh bị đẩy lùi đến đâu, thì tất cả những cái vô minh tham ái chấp thủ và những cái phiền não nó cứ càng lúc nó sẽ càng suy yếu dần. Tức là cứ những người thực hành thiền tuệ nó có tất cả, mình cứ hành thiền tuệ đến đâu phiền não bị suy yếu, bị giảm dần, cho đến khi nào cái thiền tuệ của mình nó được mạnh mẽ viên mãn rồi, mình sẽ chứng đắc được, chứng đắc được các đạo quả. Quả nó là cái sự thành tựu viên mãn nhất, là khi mình chứng đắc được các cái đạo quả niết bàn. Mà đạo quả niết bàn được chứng đắc là nhờ thực hành cái nền tảng đầu tiên là giới, thực hành nền tảng thứ hai là định, và thực hành cái nền tảng thứ ba là tuệ. Khi vậy được chín mùi rồi thì lúc đấy sẽ chứng đắc đạo quả, đó là cái pháp thành tựu, pháp thành tựu được viên mãn. Để chứng đắc đạo quả có những cái quả thấp và có những quả cao, cũng như là một cái người đấy thực hành giới định tuệ thì đấy có thể là chứng đắc được sơ quả nghi, thì vị đó có thể loại trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, và vị đó chỉ còn tái sinh ở cõi dục giới này tối đa là 7 lần. Nếu như vị đó chứng được đến đạo quả nhất đa thì vị đó sẽ là suy yếu tất cả các phiền não tham sân si, còn lại từ các cái phiền não nó đang mạnh mẽ, nó trở nên rất là vi tế, đó là quả nhất đa. Người chứng được quả nhất đa thì chỉ còn
sinh ra cái cõi dục giới này tối đa là một đẳng. Còn người mà chứng được đến tam quả bất na thì sẽ đoạn trừ được tham dục và sân, đoạn trừ được tất cả những cái tâm sân, sân tật nặng hối và những cái tâm tham ái tham dục đoạn trừ hết. Thì khi đó chỉ còn lại cái tâm ngã mạn và cái si phóng dật, là còn một chút tâm phóng dật còn ngã mạn, còn những cái tâm phiền não khác sẽ đoạn trừ. Thì cái vị này sẽ không còn sinh lại cái cõi dục giới này nữa, mà chỉ còn sinh về cái cõi tịnh cư thiên và nhập niết bàn ở cái cõi tịnh cư thiên đấy. Còn nếu một vị mà chứng được cái quả a la hán thì tất cả các phiền não tham sân si đều được diệt trừ tận gốc rễ, diệt trừ vĩnh viễn, tức là những phiền não đấy không bao giờ tái sinh trở lại, giống như cái tala bị chặt đứt đầu không bao giờ còn tái sinh trở lại nữa. Và chấm dứt cái mạng sống này thì một vị a la hán sẽ đại đạt niết bàn và chấm dứt các bản luân hồi sinh tử vĩnh viễn. Thì cái pháp của Đức Phật khéo thuyết giảng, nó là khéo thuyết giảng hoàn hảo ở đoạn đầu, ở đoạn giữa, ở đoạn cuối. Đối với pháp học hay đối với pháp hành, với tuệ và cái pháp thành tị là chứng đắc các cái thánh quả. Đó. Cơ thần các Đức Phật đã thuyết giảng như vậy. Thì cái ân đức nữa đó là cái pháp của Đức Thế Tôn. Pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Như pháp của Đức Thế Tôn này, xuất phát tu và quan phát ra tham mô san di thi cô a ca ni cô a ca ni cô, thì cái pháp này là pháp của Đức Thế Tôn, là pháp thiết thực hiện tại, tức là ngay trong cái cuộc sống hiện tại này. Tức là cái pháp đấy là những cái lời chân thật của Đức Phật, những cái lời chân thật này. Và những cái lời chân thật này nó thiết thực ngay ở trong cái cuộc sống hiện tại này, chứ Đức Phật không phải là nói những cái gì siêu hình, những cái gì cao siêu xa vời. Những cái pháp đấy là những cái pháp mình có thể biết và có thể thấy được, mình có thể thực hành được, thì Đức Phật mới nói. Chứ còn Đức Phật những cái gì đem lại cái sự lợi ích thì Đức Phật mới nói, những cái gì là sự thật và có lợi ích thì Đức Phật mới nói. Còn có những cái pháp Đức Phật nói rằng là cái sự thấy của Đức Phật thì nó nhiều, tức cái trí tuệ để mà thấy các pháp của Đức Phật thì nó nhiều như là ở trong rừng. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói những cái pháp gì cần thiết cho sự giải thoát. Vì vậy cho nên những cái pháp mà Đức Phật nói ra nó chỉ như là một nắm đá ở trên bàn tay. Nhưng mà những cái gì mà thiết thực nhất thì Đức Phật mới nói, thiết thực với cuộc sống hiện tại này. Thế bây giờ một người mà hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, thế gian này là hữu biên hay vô biên, thế gian này là thường hay vô thường, thì Đức Phật nói ta không trả lời. Thế gian này là có biên giới hay không có biên giới, thế gian này thường hay không thường, hay như lai có tồn tại sau khi chết hay như lai không tồn tại sau khi chết, như lai có tồn tại hay là không tồn tại hay không không tồn tại sau khi chết, những cái điều đấy là những cái pháp không có lợi ích nên Đức Phật không nói. Những cái gì mang lại lợi ích Đức Phật mới nói. Nhưng bây giờ ở thế gian thì học rất là nhiều các cái pháp, pháp thế gian đẹp, tất cả những cái pháp học ở thế gian người ta cứ nói là học rộng hiểu nhiều càng biết càng nhiều càng tốt. Nhưng mà Đức Phật thì không có chú trọng những cái học mà nó không mang đến cái sự đoạn khổ, tức là không mang đến cho mình cái con đường biết khổ, biết về khổ và đoạn trừ được khổ đau, thấy khổ là đoạn trừ khổ đau thì Đức Phật mới nói. Còn những cái pháp mà nói đến, nói ra nó chỉ mang đến sự rối cái tâm trí của chúng sinh thì Đức Phật không có đâu. Cho nên Đức Phật chỉ nói những cái pháp cần thiết, cho nên nó là thiết thực, những pháp đấy là pháp thiết thực. Cho nên là tất cả những cái pháp Đức Phật đã nói thì đều là những cái pháp rất là cao quý. Những cái pháp đó nó liên quan trực tiếp đến cái đời sống của mình. Thì mình học tất cả những cái pháp của Đức Phật mình sẽ thấy tất cả những cái pháp đấy nó có ở trong mình, chứ nó không phải là cái pháp ở bên ngoài. Chẳng qua là mình chưa đạt đến mà thôi, chứ còn những pháp đấy có ở trong mình. Ví dụ như Đức Phật nói về cả những cái mà nhiều người không có tin, nhiều người không tin như này. Đức Phật có thể nói về cái đời sống ở các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, các cõi địa ngục, các cõi ngạ quỷ. Những cái điều đấy nhiều người ta không thấy, người ta không tin, người ta bảo là cái đấy nó giống như là chuyện cổ tích, truyền thuyết. Nhưng mà đó là sự thật, và sự thật nó rất là cần thiết. Một người mà không có tin vào những cái điều đấy thì người đó sẽ là một người không
sống ở các cái cõi khác nhau đấy. Cõi người này chỉ là một cái cõi tạm thời, mình tạm thời đi qua mà thôi. Mình đã trải qua tất cả các cõi sống khác, nên tất cả cái pháp về nghiệp và quả của nghiệp, những cái pháp Đức Phật giải thích về cái thiện và cái bất thiện, Đức Phật giải thích về các cái tâm thiện, các cái tâm bất thiện, thì nó đều là ở trong thân tâm của mình hết, nó không nằm ở bên ngoài, nó có cái gì là xa vời. Nên cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp thiết thực hiện tại trong thế gian này, giáo pháp thiết thực hiện tại và không có thời gian. Tức là cái pháp của Đức Phật mình thực hành và mình sẽ có cái sự an lạc ngay. Ngay trong cái lúc mình tụng một cái bài kinh, ngay cái lúc mình tụng kinh, nếu mà mình mà có cái niềm tin, chân tâm mình tụng một cái bài kinh đó gọi là pháp học, mình cũng thấy nó có cái hoan hỉ ở trong đó. Ngay khi mà mình nghe một cái bài pháp, thì đều nghe tất cả những bài kinh mà Đức Phật nói. Với một cái người có trí tuệ nghe đâu mà mình hiểu được cái bài kinh đó, mình đã có cái tâm hoan hỉ nó khởi lên rồi. Đấy là ở cái pháp học, mình cảm nhận được nhiều pháp, thì cái trí tuệ của mình về cái pháp học ấy nó cũng mở ra. Nên người nào mà học được pháp, người đó được hưởng cái vị ngọt của cái pháp học. Người nào mà thực hành pháp thì người đó được hưởng cái vị ngọt của cái pháp hành. Mà cái vị ngọt đó mình được hưởng ngay tức thì, ngay trong cái lúc mình đang thực hành này. Như là cái người mà có cái sự thu thúc các cái căn để mình giữ gìn giới, thì cái ngày hôm mà mình thu thúc các căn mình giữ giới đấy là một cái ngày an lạc, là một ngày hạnh phúc, chứ không phải là thực hành làm cho mình khổ não. Cái giáo pháp của Đức Phật nó khác nó với các cái pháp khác, đó là mình càng thực hành mình càng thấy an lạc, càng thấy hoan hỉ, càng thấy hạnh phúc. Mình mà thực hành được định thì cái hạnh phúc đấy, cái an lạc, cái hoan hỉ đấy nó lại lớn vô biên, nó lớn hơn cái pháp thực hành giới và các cái pháp khác rất nhiều. Tất nhiên là một người an trú ở trong một cái tầm thiền 5 phút, 10 phút, 15 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, thì trong cái lúc mà mình an trú ở trong đấy là cái tâm của mình là hoàn toàn những cái tâm dục giới, những cái tâm nhiễm ô nó không có sinh khởi, mà nó chỉ có những cái tâm cao thượng, đó là những cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, cái tâm đáo đạo. Cái tâm đấy nó rất là cái sự an lạc, cái sự hỉ lạc của cái trạng thái mà mình nhập ở trong thiền đấy, thì nó không thể diễn tả bằng cái ngôn ngữ được. Chỉ có người nào ở trong cái trạng thái đấy đủ cảm nhận được, thấy được cái sự hạnh phúc bất tận vô biên của nó. Và vì đó nếu con muốn thì đi em hết lòng mình đi chia sẻ cho người khác thực hành, để cho người khác khi nào mình trải nghiệm được thì mình mới biết được cái hạnh phúc của mình. Chứ còn bản thân cái vị đó không có biết dùng cái ngôn từ nào để diễn tả cái trạng thái vị đó ở trong các cái trạng thái của mình. Đấy là cái sự thực hành về pháp, ngay lúc người thực hành pháp, người đó ở cái vị ngọt của pháp ngay tại cái thời điểm đấy, không phải chờ một cái thời gian nào xa hơn. Nhưng mà cái giai đoạn đấy mới chỉ là đang là trong nhân thôi, mà nó đã có được cái sự an lành như thế. Và khi mà cái kết quả của nó, cái nghiệp nhân mình đang gieo tạo là lúc mình đang con, đang thu thúc các căn để giữ giới, cái nghiệp nhân mà mình đang tạo là cái lúc mình đang an trú ở trên tầng thiền. Nếu như mình không đắc được các cái đạo quả cao thượng ngay ở trong cái kiếp này, thì cái nhân của sự giữ giới, nhân của sự hành thiền đó, nó sẽ trổ kết quả nó còn cao hơn, hơn thù thắng hơn rất nhiều lần. Đó là những cái tâm quả của một người giữ giới, nó là một cái dục giới thiện nghiệp. Mình cũng sẽ sinh về các cái cõi dục giới, mà những cái cõi dục giới rất là cao thượng, đó là ở các cái tầng trời dục giới có cái đời sống hàng trăm triệu năm. Đây là bản thân ta chú ý trên các tầng thiền đấy. Nếu như chưa đạt được thành quả trong kiếp sống này, thì cái hành giả đấy sẽ sinh về các cái cõi sắc thiên, sắc giới hay vô sắc giới, và có những cái tuổi thọ bằng nam bằng với những đại kiếp trái đất, có thể là nam bằng với nhiều đại kiếp trái đất, hàng trăm hàng ngàn đại kiếp trái đất, cái tuổi thọ của những cái vị sắc thiên là cao lớn như vậy. Và cái vị đó sống ở cái cõi sắc thiên rất là an lạc, rất là tự tại, vì đó chỉ sống bằng cái sự hỷ lạc của thiền, cái vị đó không cần ăn, không cần mặc, không cần làm cái nghề nghiệp gì, và an trú ở trong thiền để sống nuôi dưỡng bằng thiền tuyển vi thực. Và vì đó an trú trong thiền như vậy thì các cái triển cái, các cái phiền não tham sân si cũng không khởi lên, vì đó sống rất là an lạc trong cái thời gian rất lâu dài. Hoặc vì đó cũng có thể tu tập và chứng đắc niết bàn ngay ở các cái cõi phạm thiên,
các cái cõi trời cũng có thể chứng đắc được niết bàn. Khi một vị Phật ra đời thuyên giảng giáo pháp, các vị chư thiên phạm thiên đều có thể nghe pháp, chứng ngộ được pháp và có thể đắc được các đạo quả, chứng đắc niết bàn ở các cái cõi trời. Vậy thì giáo pháp của Đức Phật không có cái thời gian thực hành và mình được hưởng cái sự an lạc ngay lúc thực hành, và mình sẽ được hưởng cái kết quả sau cái khi mình thực hành nó. Vậy thì cái thực hành pháp mình không bao giờ bị tốn công tốn sức, lúc nào mình cũng được hưởng cái lợi ích, cái sự an lạc, cái hạnh phúc ở trong hiện tại và tương lai. Còn một người mà chứng đắc được thánh quả trong cái lúc thực hành pháp thì người đó sẽ được hưởng cái vị ngọt của thánh quả đấy. Tất cả những cái phiền não được đoạn trừ, thì những cái phiền não đấy mình sống về thế gian này cũng không bao giờ cái tâm của mình nhiễm ô về những phiền não đấy nữa. Thì từ cái tâm mà mình tu tập về giới định tuệ, mình chứng đắc được đạt đạt nó đoạn trừ phiền não, là cái tâm quả mình an trú cả. Bất cứ lúc nào mình có thể an trú trên cái đạo quả giải thoát. Ví dụ bây giờ một người Đức Phật nói là cái pháp của Đức Phật là tu tập để hướng đến chứng ngộ niết bàn. Chứng ngộ niết bàn thì đối với một người mình chưa đạt được niết bàn, thấy niết bàn là một cái gì đó chiều tượng xa xôi. Còn một người đã chứng đắc niết bàn thì vị đấy có thể an trú trên niết bàn bất cứ lúc nào, vị đấy muốn bất cứ lúc nào vị đấy nhập vào niết bàn. Đấy, niết bàn là đối tượng, và lúc đấy thì vị đó không còn nhập vào niết bàn, là vị đó đang nhập vào một tầng thiền siêu thế. Và cái tầng thiền siêu thế thì khác cái tầng thiền hiện thế. Vì đó có thể chứng đắc sơ thiền, tứ thiền đến bát thiền, thì đó là thiền hiện thế. Còn vị đó là nhập vào cái tầng thiền siêu thế đến niết bàn đối tượng, thì đó là cái thiền siêu thế cao thượng hơn của cái thiền hiện thế. Đấy là cái pháp của Đức Phật mình có thể được hưởng ngay trong có được thời gian, không phải là đến hết cái kiếp này mình mới được hưởng cái niết bàn. Mà một người thực hành pháp chứng đắc niết bàn, vị đó được hưởng cái hạnh phúc, cái an lạc của niết bàn ngay khi vị đó còn có cái thân ngũ uẩn này. Đó mới là cái ý nghĩa và pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại, không có thời gian, không có thời gian. Và Sotato Bhagavata Thambo Sanditiko Akaniko Elipasiko Elipasiko Thambo. Đó là pháp của Đức Phật đến để mà thấy. Cái pháp của Đức Phật là pháp đến để mà thấy. Thì tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói ra là những cái pháp đều có thể thấy được. Đầu tiên là cái người mà biết pháp nó khác với người thấy pháp. Một người biết pháp thì khác. Như bây giờ một cái người mà học về pháp, vì đó học nói rằng nếu mà một cái người nào mà tu tập chú tâm trên hơi thở và đạt đến nhất tâm, thì đấy sẽ thấy được cái nimitta là cái quan tướng, rồi là từ cái chuẩn bị tướng nó trở thành cái học tướng, từ cái học tướng trở thành cái tự tướng, rồi vì đó an trú trên tự tướng đó, vì ấy sẽ đi dục đi lắp bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc có đi dục trên với tầm định tứ. Thì cái người mà đọc trên sách mình có thể biết ở cái người thực hành mình sẽ thấy được những cái tự tướng như thế này, cái quan tướng ánh sáng như thế này, nó màu sắc hình dáng như thế này. Thế nhưng mà cái lúc đấy cái người mà chưa từng thấy mình tưởng tượng đúng không? Có cái pháp biết nó khác, mình sẽ tưởng tượng có thể là tưởng đúng, có thể là tưởng sai, nhưng mà một người mà mình có thực hành thì mình sẽ thấy được cái điều đó, mình sẽ thấy là thì là cái như ta thế này, cái chuẩn bị tướng như thế này, cái học tướng như thế này, cái tự tướng như thế này. Một người thực hành thiền thì sẽ thấy được cái pháp đấy, là một người thực hành thiền là thấy được pháp. Còn một cái người mà học pháp chỉ dừng lại ở cái sự là hiểu biết về pháp. Như bây giờ mình có thể học thuộc lòng một bài kinh, mình học thuộc lòng rất nhiều bài kinh, hàng ngày mình siêng năng tụng kinh, siêng năng lễ bái tụng kinh, thì cái đấy vẫn chỉ là dừng lại ở cái trạng thái là biết pháp chứ chưa thấy pháp. Rồi là mình học thuộc lòng, ngay cả những vị học thuộc lòng các cái đại tạng kinh, nhất tạng nhị tạng tam tạng vẫn là biết pháp chứ chưa thấy pháp. Nhưng mà Đức Phật dạy là pháp đến để mà thấy, tức là Đức Phật tán thán những người dám thấy pháp, dám đến để mà thấy pháp, chứ còn biết pháp thì rất dễ dàng, ai có thể biết được. Một người ngoại đạo người ta học pháp người ta cũng biết được pháp đấy, nhưng mà chỉ có người dám thực hành pháp thấy pháp. Vậy Đức Phật tán thán những người dám thực hành pháp,
vì cái người cái số lượng người học pháp thì rất nhiều, nhưng mà cái số người thực hành pháp thì rất ít, và cái người mà chứng đắc được pháp thì lại còn ít hơn nữa. Số lượng càng thực hành lên cao thì lại càng khó hơn. Vậy thì bây giờ có rất là nhiều những cái pháp mà Đức Phật nói ra, cả tất cả những cái gì ở trong kinh Đức Phật nói ra, một người hành pháp đều có thể thấy được, đều có thể thấy được. Ngay cả những cái pháp mà nói là cái pháp về tục đế, Đức Phật vẫn có thể thuyết giảng như thế. Cái pháp nói về các cái kiếp sống quá khứ, các cái kiếp sống tương lai, rồi là các cái cảnh giới, các cái thế giới ta bà, hay là rất nhiều thế giới, tam thiên, đại thiên thế giới, các cái cõi sống đây. Thì tất cả những cái pháp đấy đều là cái pháp có thể thấy được, mình có thể thấy được. Một người nếu mình mà thực hành pháp, mình vẫn thấy được các kiếp sống về quá khứ của mình, các kiếp sống về tương lai của mình. Một người thực hành pháp mình, một người chỉ cần đắc thiền định mà hành thuần thục với thiền định, mình cũng có thể thấy được các cái cõi sống khác nhau, thiên giới em cũng có, dưới địa ngục cũng có, để có thể thấy được bằng cái trí của mình. Rồi là những cái pháp chân đế về danh và về sắc. Nhưng một người bây giờ mình có thể học thuộc lòng các cái kinh hàng ngày mình tụng, nên là ở bên các cái kinh ở bên Bắc Tông, mà có cái bài kinh mà phổ thông nhất là Bát Nhã, cái chiếc thiên vũ uẩn giai phân độ nhất thiết phục ách. Nếu mà thấy được năm uẩn lẫn không thì đó sẽ giải thoát khỏi khổ ách. Nhưng mà nếu mà chỉ tụng vậy thôi thì mình chỉ biết được năm uẩn, nhưng mà chưa chắc mình đã biết năm uẩn là gì và như làm như thế nào để thấy được năm uẩn này là giai không. Mà thật sự là một người mà thấy được năng phân biệt được năm uẩn, mà thấy được sự lỗ không của năm uẩn, người đó quá khổ thật. Để, nhưng mà bây giờ để thấy được năm uẩn thì phải thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ. Có tuệ mình phân biệt được từng uẩn một, sắc uẩn không, tưởng hành thức, thì mình mới thấy được các nhân sinh ra năm uẩn này, mình mới thấy được cái sự diệt tận của năm uẩn này, có sinh có diệt, mình mới thấy được cái sự lỗ không của nó, và mình mới thoát khổ, được thoát ra khỏi cái khổ về chấp thủ năm uẩn, năm thủ uẩn. Còn chấp thủ là còn khổ, còn ngày nào mình hết chấp thủ là khổ, cái ý nghĩa của nó như vậy. Nhưng để mà thấy được nó thì mình thực hành, và người thực hành thì sẽ thấy được nó, mình thấy được cái điều đó. Thì những cái pháp của Đức Phật, nên Đức Phật nói là sao đến để mà thấy, ngay cả niết bàn, niết bàn thì người ta nói niết bàn là một cái khái niệm, nó không có màu sắc, không có hình dạng, nó không có một cái vị trí, không có giới hạn gì hết, nó là niết bàn, nó không có sinh, không có diệt, nó là pháp vô vi. Còn các cái pháp khác, tâm tâm sở sắc pháp là pháp hữu vi, và niết bàn nghe rất là cao siêu, nhưng một người thực hành pháp vẫn có thể chứng ngộ được niết bàn, tức là vẫn có thể thấy niết bàn. Niết bàn là cái có thể thấy chứ không phải là cái để chỉ để mà được. Vậy thì pháp của Đức Phật đến để mà thấy, niết bàn là đến để mà thấy. Một người có thực hành giới định tuệ, người đó sẽ thấy niết bàn. Đó là. Vậy thì tất cả những cái pháp của Đức Phật chú trọng ở cái sự thấy người khác, một người và chuyên môn đi đến ngắm nhìn Đức Phật thì Đức Phật sẽ quả trách, Đức Phật không nên ngắm nhìn cái sắc thân hư thối này. Mà người nào thấy pháp là thấy Như Lai, tức là người nào thấy Niết Bàn là người đó thấy Phật. Phật là một người đã thấy Niết Bàn, và Đức Phật tuyên thuyết cái pháp để cho mọi người thấy Niết Bàn. Vậy người nào dám tu tập để thấy được Niết Bàn là người đó thấy Phật, người đó mới là người đã thực hành cũng như Phật. Và nó là pháp thế tôn đến để mà thấy. Chúng ta tôi có các bộ tâm thập bộ sanh di cô á ca di cô tê pa si cô ô pa nê di cô ô pa nê si cô tham bộ. Nếu một người nhận pháp nhận đến cái pháp như ô pa di cô tham bộ là pháp của Đức Thế Tôn có khả năng hướng thượng. Cái pháp của Đức Phật là cái pháp hướng thượng, cái pháp để mà tất cả những người thực hành pháp, những người học pháp thực hành cái giáo pháp của Đức Phật thì là những cái người đang là những cái người mà mình đang đang đi từng bước đến cái sự thanh tịnh, đến cái sự an lạc, đến cái sự cao thượng tột cùng. Có những cái bước từng bước một cao thượng hơn, mình càng thực hành thì mình lại càng cao thượng hơn. Như một người mà không có biết pháp thì là cái người đó là một người rất là hạn điểm. Hạn điểm bởi vì một người không học pháp thì người đó là một người tà kiến, một người có cái niềm tin sai lầm. Một cái người có niềm tin sai lầm và có tà kiến thì là cái tâm ô uế, cái tâm ô nhiễm, cái tâm đấy là tâm hạn điểm. Và còn một người được nghe giáo pháp, được hiểu giáo pháp
thì cái người đó sẽ biết phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là trắng, đâu là tà. Thì với một cái người chỉ được nghe pháp, người đó đã có được cái cao thượng hơn là cái người không được nghe pháp được. Đấy, đấy là một cái người để được học pháp nó sẽ khác, khác hơn là cái người không được học pháp rồi. Vậy huống chi là một người thực hành pháp thì nó còn cao thượng đến thế nào nữa. Nhưng mà một người thực hành về giới sẽ khác với một người không có giới. Như một người mà không có giới là người đó làm rất nhiều việc xấu, nhiều việc ác, thì người đó phát sinh trộm cắp tà dâm, đấy là những việc xấu ác. Những cái nghiệp xấu ác để lại cái quả báo xấu, đó là người đó phải đọa xuống cái cõi hạ địa, cõi địa ngục, các quỷ súc sinh. Còn một người mà đã thực hành giới, giữ giới là cái người đó chắc chắn là sẽ được tạo được cái nhân cao thượng. Nếu người đó chỉ dừng lại ở cái việc giữ giới thôi thì cái người đó cũng đã tạo được cái nhân để sinh về các cái cõi thiên giới cao thượng rồi, không còn người đó cõi khổ nữa. Vậy thì người có thực hành về giới cao thượng hơn là người không có giới. Vậy một người mà có thực hành về tu tập định sẽ cao thượng hơn một người không tu tập định. Để khi mà một người mà ngồi thiền, trong cái lúc ngồi thiền ấy, lúc mà mình chỉ chú tâm trên cái đề mục thiền của mình, cũng dù mình chưa đắc thiền thì cái tâm đấy cũng là tâm đại thiện, nó cũng là tâm đại thiện dục giới. Cái tâm đấy tôi bây giờ một người mà bố thí cũng là trong cái lúc bố thí cũng là đấy, là mình cũng có cái tâm đại thiện. Cái tâm đại thiện đó là cái tâm nó sản đi được cái tâm sân tham, với là cái tâm bố thí cũng là đấy. Nhưng mà với cái người mà bố thí cũng là có thể có tâm thiện và có thể nó đem vào tâm bất thiện vào đấy. Có thể mà trong cái lúc mình bố thí mình vẫn có tâm ngã mạn nó khởi lên, có thể trong lúc mình bố thí đấy xong rồi mình vẫn không hoan hỉ, hoặc là có những cái tâm nhiễm ô, cái tâm phiền não hối tiếc thì nó khởi lên, nó vẫn có nhiễm ô. Còn nếu mà một người mà thực hành thiền thì luôn liên tục trong cái lúc mình thực hành thiền đấy toàn là tâm đại thiện nó khởi lên, và nó khởi lên rất là liên tục hơn. Mình thực hành bố thí là nó chỉ khởi lên trong cái lúc đấy, và những cái lúc nào mình ngồi mình tưởng nhớ lại cái hành động bố thí của mình thì cái tâm đại thiện đấy nó lại sinh khởi tiếp. Còn cái lúc mình hành thiền thì trong suốt cái thời gian mình thiền đấy là cái tâm đại thiện nó khởi lên, và cái tâm hành thiền rất là cao thượng hơn các cái nghiệp đấy. Đấy là với một người chưa đắc thiền đã tạo được cái tâm cao thượng rồi. Còn một người mà đắc thiền thì cái tâm đó nó gọi là tâm đắc đại, tâm cực thiện, tâm cực trọng nghiệp về thiện, cực trọng thiện luôn. Cái tâm đó là tâm rất thiện nó sinh khởi. Cái vị đó an trú ở trong cái tầng thiền đến một tiếng thì là cái tâm đại thiện đấy nó sinh khởi liên tục một tiếng, hai tiếng, hoặc là vị đó an trú bao nhiêu thì là cái lúc đấy nó chỉ có một cái tâm đáo đại đấy nó sinh khởi, chứ nó không có xen kẽ các cái tâm nhiễm ô tâm mắc thiện vào ở cái tâm ở các tầng thiền đấy nữa, thì cái tâm đấy nó cao thượng hơn. Một người mà không có thiền không có định thì cái tâm nó rất là năng sân, cái tâm ấy mình ngồi đây nhưng mà các triền cái sinh khởi, cái tham nó len lỏi vào, sân nó len lỏi vào, cái phóng dật nó len lỏi vào, những cái sầu bi ưu não nó vào, nó cứ tràn ngập ở trong tâm này. Nhưng với một người có thiền thì khác, cái thiền nó lại chế ngự hết cái triền cái này. Thế cho nên rằng là một người thực hành về định thì sẽ có được cái tâm cao thượng, cho nên là pháp của Đức Phật có khả năng hướng thượng vậy. Cũng là một cái con người tầm thường hạ điển khi chưa thực hành pháp, khi nào thực hành pháp từ cái con người tầm thường hạ điển đến sẽ trở thành người cao thượng. Vậy thì cái pháp này càng được lan rộng bao nhiêu trong thế gian thì thế gian càng nhiều người cao thượng bấy nhiêu. Còn cái pháp này dù đã bất cứ cái pháp từ cái, tất cả các căn cơ đều có thể hội nhập được cái pháp, và cái pháp này cứ đi đến đâu làm cho những chúng sinh ở nơi đấy trở thành những chúng sinh cao thượng. Và cái một người mà có tuệ thì cái người đó lại cao thượng hơn cái người không có tuệ. Người thực hành được thiền tuệ, thực hành được thiền tuệ thì cái người đó có cái sự thấy và biết đúng sự thật, người đó có trí tuệ, có sự hiểu biết đúng, có chánh kiến, nó khác với người tàn kiến. Cái người tàn kiến thì hay hiểu sai biết sai hiểu lầm, và sinh ra nhiều cái tâm bất thiện. Người có cái chánh kiến thì người ta biết sự thật, là người ta biết là mình nên làm mọi cái hành động của cái người đó nó hợp với pháp. Cái người có chánh kiến thì mọi hành động hợp pháp, vì đó có cái mọi cái hành động về thân, về khẩu và về ý của mình đó đều hợp với pháp, bởi vì mình đó hiểu được pháp,
nhiều việc đó khác. Còn cái người mà có thể chứng đắc được các đạo quả thì đó sẽ là một người vô cùng cao thiên, đó là một người đã thoát ra khỏi tam giới, một người đã vượt ra khỏi cái ba tam tam giới này, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Thì cũng nhờ có cái sự học pháp, thực hành pháp mà thành tựu được pháp, và vì đó có thể trở thành một bậc thánh cao thượng như vậy, cao thượng hơn tất cả những cái chúng sinh ở khác, cái cõi nào cũng thế. Để tất cả những chúng sinh dù mình có sinh về cõi trời hay là sinh về cõi thiên phạm thiên, nhưng mà nếu như mà chưa loại trừ được các cái tham sân si thì vì đó vẫn không có được gọi là cao thượng, bởi vì khi nào hết cái phước ở các cõi đấy thì đó vẫn có thể sinh xuống các cõi hạ nhiệt, các cõi khổ đau. Còn một người mà đã thành tựu được, chứng ngộ được là cái đạo giải thoát, chứng ngộ được các thánh quả thì vì đó không bao giờ còn tái sinh xuống các cõi khổ đau, vĩnh viễn các cái đường ác đạo được tán đạo, và vì đó chỉ còn hướng đến niết bàn, giải thoát sinh tử mà thôi. Đó là cái pháp của Đức Phật, là cái pháp có khả năng hướng thượng là như vậy. Bất cứ ai thực hành pháp thì cái người đó cũng đều có cái khả năng hướng đến cái sự cao thượng như vậy. Thực hành pháp ở cái mức nào thì mình đạt được cái sự cao thượng ở cái mức đấy, cho nên nói rằng là pháp là có khả năng hướng thượng. Pháp Đức Phật có khả năng hướng thượng. Chốt pháp tôi và các vật tâm mô sanh di thi cô Ê bác sĩ cô, bố bà đề thi cô, bạch cha tham quê đi tạp bố minh nhu hi, bạch cha tham quê đi tạp bố minh nhu hi tham bố. Là pháp của Đức Phật được người trí giác hiểu, được người trí giác ngộ. Thì cái câu cuối cùng, cái ân đức cuối cùng trong cái ân đức pháp đó là pháp của Đức Thế Tôn được bậc có trí chứng ngộ, bậc có trí có thể chứng ngộ được pháp. Nên tại sao nói là bậc có trí mới chứng ngộ được pháp? Bởi vì cái pháp của Đức Phật là cái pháp dành cho người có trí tuệ, và pháp của Đức Phật, người nào thực hành pháp của Đức Phật thì người đó có trí tuệ, người nào có trí tuệ thì cái người đó giác ngộ được cái giáo pháp này. Vậy một người giác ngộ như Đức Phật được gọi là một bậc giác ngộ, cái danh từ phú thô cũng như là danh từ Phật, và cái ý nghĩa của Phật là giác ngộ. Vậy thì Đức Phật chỉ khác với một cái chúng sinh phàm khác, đó là chúng sinh si mê, còn Phật là bậc đã giác ngộ. Vậy thì tất cả những bậc đã giác ngộ là những người có, là những bậc có trí tuệ, và những người nào mà muốn đi đến giác ngộ, người đó phải rèn luyện trí tuệ, cần phải trau dồi trí tuệ sẽ là nhân đi đến sự giác ngộ, được người thì có thể giác ngộ được. Vậy thì trong thế gian này có những cái chúng sinh có trí, có chúng sinh không có trí. Những chúng sinh không có trí không thể giác ngộ được giáo pháp, những chúng sinh có trí có thể giác ngộ được giáo pháp. Ví dụ như bây giờ cái loài súc sinh nó không có trí, không có trí thì mình có dạy dạy giáo pháp nó cũng không ngộ, mình có dạy nó tu nó tu được, không thể đạt được thiền, không thể đạt được đạo quả, vì cái tâm của nó đi trí rồi, tâm chỉ có tâm si. Nhưng chúng sinh ở dưới địa ngục thì họ cái sự khổ đau cho nên trí tuệ nó không sinh khởi được, nên là một vị thánh hay một vị Phật cũng là xuống địa ngục giáng hóa cũng không thành công, bởi vì chúng sinh ở dưới địa ngục nó không thể khởi được cái trí tuệ, rất là đau khổ. Để chúng sinh mà ở ngạ quỷ cũng vậy, có cái sự thọ khổ về cái đói khát liên tục, cái sự thọ khổ nó cũng liên tục, nên là trí tuệ cũng sinh khởi không thể giác ngộ được. Để chúng sinh ở một cái loại Atula thì nó luôn sân, cái tâm sân nó che che đất cái trí tuệ, và cái chúng sinh đấy cũng không giác ngộ được, không giác ngộ được giáo pháp. Vậy thì những chúng sinh có thể chứng ngộ được giáo pháp, giác ngộ được giáo pháp, như là ở cõi người thì có ba hạng người, là hạng người vô nhân, nhị nhân và hạng người tam nhân. Hạng người vô nhân là cái người mà có cái tâm tục sinh, là cái tâm tục sinh nó đi với cái thọ sản quả thiện, tức là cái người đấy đi đầu thai với một cái nghiệp thiện, nhưng mà cái nghiệp thiện nó rất là yếu ớt cho nên nó tạo thành một cái tâm vô nhân thọ sản. Nhưng mà bây giờ mình làm một cái nghiệp thiện, bây giờ mình cũng già bố thí, nhưng mà với một cái tâm hời hợt, mình không có cái đức tin này, là những cái người mà mình có đức tin là mình làm cái việc thiện này nó sẽ có cái kết quả, đó là tương lai mình sẽ được hưởng phước, thì khi mình làm cái hành động đấy mình rất là hoan hỉ, thì cái tâm đó nó rất là mạnh mẽ và nó để lại cái nghiệp rất là, nghiệp lực rất là mạnh. Còn một người mình cũng làm một cái thiện nghiệp đấy nhưng mình không tin, bộ việc bố thí này coi như là trong không, bố thí coi như là mình đã
chia sẻ bớt cái phần của mình và chẳng được cái lợi ích gì cả, thì mình có làm cái thiện nghiệp đấy với một cái tâm nó rất là hời hợt, cái tâm hời hợt đấy nó để lại một cái tâm là thọ sẵn, thì không có hoan hỉ với việc thí tâm. Cho nếu như đến lúc chết mình đã bắt vào cái nghiệp mà mình đang làm, nó là một cái hành động thiện nhưng mà thọ sẵn quả thiện, thì cái hành động ấy nó rất là yếu ớt, cho nên là này, cái tâm đi tục sinh nó bắt lấy cái tâm thọ, cái tâm quan sát, cái tâm quan sát thọ sẵn. Những cái tâm hành ở đây nó rất ít cho nên nó rất là yếu ớt, cái tâm yếu ớt thì nó sinh ra thành một người vô nhân, tức là trong cái tâm đấy nó chẳng có cái nhân tham sân si hay là vô tham sân si để quả, thì cái người vô nhân đấy sinh ra là một người thực tập. Nên là khi mà mình cái người vô nhân thì sinh ra đã có cái bất tổng sinh như là ngủ đi học cân hay là bị bệnh dở dở không cơ về thần kinh, thì đó là cái người vô nhân. Đấy là cái tâm tục sinh nó yếu, cho nên là sinh ra các cái căn về thân thể hoặc là về tâm lý không phát triển bình thường, thì cái chúng sinh đấy là đi trí không đắc độ được giác sanh. Còn một hàng chúng sinh là nhị nhân, nhị nhân là cái người mà như đầu thai với một cái tâm thiện, tâm thiện nhưng mà không đi trí, một cái tâm thiện không không trí, như là một người bây giờ mình gieo một cái nhân ở một cái kiếp sống, đó là mình làm các cái thiện nghiệp mình có làm nhưng mà mình lại không có cái sự hiểu biết, như là một người đó có làm bố thí nhưng mà vì đó không biết rằng là bố thí đó có kết quả, vì đó có giữ giới nhưng vì đó không biết rằng giữ giới này là có kết quả, vì đó có hành thiền nhưng mà vì đó thấy người ta hành thì mình cũng hành theo nhưng mà mình không biết là hành thiền có thể là đạt được cái gì, có mục đích gì, có ý nghĩa gì, người đó không được hiểu biết như vậy, thì nó là cái tâm là mình làm cái gì mình cũng không hiểu mình làm ra thì được cái gì, hoặc là mình bị người khác xúi giục cho nên mình làm, hoặc là mình thấy mọi người làm thì mình làm theo chứ không phải là làm bằng cái sự hiểu biết về kết quả của nghiệp mà làm. Thì những người đấy có những cái hành động thiện như vậy, cho nên khi chết vì đấy thì đầu thai ở sang cái kiếp này, thì đầu thai sang kiếp này bằng cái nghiệp thiện nhưng là không có tuệ, thì người đó trở thành người nhị nhân. Cái người nhị nhân ấy, thì mình có thể học được giám sát, mình có thể hiểu biết trên giám sát và mình có thể thực hành được những cái pháp ở cái pháp bình thường ở cái mức độ bậc chung, như là mình học pháp mình cũng hiểu được nhân quả, mình thực hành được giới, nhưng mà vì đó không thực hành được thiền định và không thực hành được thiền tuệ và vì đó không có chứng ngộ được đạo quả được sống này, chỉ vì là cái tâm tục sinh của vị đó không có tuệ, tâm không có tuệ, không có trí. Đức Phật nói là pháp của Đức Phật được người có trí mới có thể giác ngộ, người có tuệ mới có thể giác ngộ. Vậy thì người tam nhân là một cái người khi mình làm một cái nghiệp, một cái hành động gì đó mình phải có niềm tin, đó là một cái thiện nghiệp này nó sẽ để lại một cái phước báo ở trong tương lai. Vậy thì có nghĩa là người đó tin là có kiếp sống tương lai, vậy người đó cũng tin là có các kiếp sống quá khứ, người đó vậy thì người đó cũng phải tin là có các cái cõi sống khác nhau, đó là có thiên phạm thiên, có các cái cõi địa ngục các quỷ, có cái cõi người này, và mọi cái hành động nó đều để lại cái quả báo và nó sẽ trổ ở trong các cái kiếp tương lai. Thì đấy là cái người có trí. Khi làm một cái việc bất thiện, người có trí sẽ sinh ra cái tâm tàn quý, mình lo lắng, mình hờn thẹn và mình sẽ ngăn ngừa cái việc này về sau. Còn cái người mà không có trí thì người đó sẽ không có ngăn ngừa, không có hổ thẹn làm việc bất thiện dừng dứt, thì cái đấy mình sinh ra kiếp sau sẽ là một cái người vô nhân hoặc nhị nhân. Còn cái người có tam nhân mình biết có nghĩ trước nghĩ sau như vậy, thì là một cái người có trí khi mà đi đầu thai với một cái tâm họ một cái thiện nghiệp mà nó có trí thì mới trở thành người tam nhân. Người tam nhân thì thực hành định thì mình sẽ đạt được thiền định, thực hành tuệ mình đạt được thiền tuệ, và vì đó nỗ lực thực hành thì chúng ta được biết và có thể chứng đắc được đạo quả. Để các cái vị chư thiên cũng vậy, chư thiên có chư thiên có trí, có chư thiên không có trí. Khi mà một cái chúng sinh mà sinh lên cõi chư thiên cõi trời thì chúng sinh đấy mà đạt được giáo pháp cũng có thể thực hành được giáo pháp, và rất nhiều chư thiên chỉ cần nghe Đức Phật thuyết pháp đã giác ngộ rồi, đã đắc được các cái thánh quả rồi. Bởi vì trí tuệ của chư thiên rất là nhạy bén, rất là linh hoạt. Vậy thì chư thiên khi mà đi đầu thai cũng vậy, cũng có chư thiên ở cái cõi người, mà cái vị nào mà đã làm cái thiện nghiệp
mà có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì sinh lên chư thiên, mới là chư thiên tam nhân. Còn có những cái chúng sinh mà làm rất nhiều việc thiện nhưng lại không có hiểu đúng về cái pháp mà mình đang làm này, thì khi mà mình có được may mắn được sinh về các cái cõi trời, mình cũng là một chư thiên nhị nhân, tức là chư thiên có không có trí, thì cái chư thiên không có trí nên cũng không đạt được các đạo quả, không chứng đắc được các đạo quả, mà chỉ có chư thiên có trí. Vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật là cái giáo pháp là được người trí giác ngộ, được người có trí có thể chứng ngộ được pháp, có thể giác ngộ được pháp. Nếu như là một cái người người có trí thì mình học giáo pháp mình cũng hiểu được giáo pháp một cách dễ dàng, mình thực hành giáo pháp nên mình cũng có thể lĩnh ngộ được giáo pháp, mình có thể chứng đắc được giáo pháp. Giáo pháp của Đức Phật là được những người có trí có thể giác ngộ, có thể chứng ngộ và chứng hiểu được. Vì vậy cho nên là cái giáo pháp của Đức Phật khi mà truyền bá ở trong thế gian, có người chấp nhận, có người không chấp nhận. Vậy thì người nào chấp nhận là những người có trí chấp nhận, người có trí chấp nhận, người có trí nghe và thấy nó có lý và thực hành theo. Và có những người nhi trí, có những người nói là ở thế gian có rất nhiều những người thông minh tài trí, người ta giỏi ra mỗi cả về phương pháp thế gian, nhưng mà những cái thông minh tài trí nó gọi là thế trí biến thông, những cái thế trí thuộc về cái trí tuệ thế gian, còn có những người rất là bình thường nhưng mà người ta vẫn có thể giác ngộ được giáo pháp, bởi vì người ta có cái trí tuệ cao thượng, trí tuệ có thể thấy được sự thật. Còn cái trí tuệ học rộng hiểu nhiều ở thế gian thì càng học nhiều cái pháp thế gian thì mình nó càng tàn tiến, mình nó càng chấp thủ nhiều cái pháp sai lầm. Cho nên cái pháp của Đức Phật có thể chỉ hợp với những người có trí. Vậy thì cứ khi nào mà có nhiều người hiểu được giáo pháp, nhiều người thực hành được giáo pháp thì lúc đấy nhân loại này có nhiều người trí. Nhưng khi nào mà cái chánh pháp được ít người chấp nhận, ít người biết đến thì lúc đấy nhân loại này nhiều người ngu. Nên bây giờ giáo pháp ở Việt Nam rất là ít người biết, đến tụ tập được có mấy người, chứng tỏ là thế gian nhiều người ngu. Giáo pháp của Đức Phật chỉ hợp với người trí, cả pháp thiết thì được bằng lại người trí. Được người trí giác ngộ. Vậy bây giờ mà muốn cho thế gian này được nhiều người giác ngộ thì phải đưa giáo pháp rộng rãi trong thế gian để cho nhiều người có trí trở thành cái thế gian, còn những người ngu trở thành người trí hết. Thì cần phải phát triển giáo pháp, cần phải đưa giáo pháp đến với chúng sinh. Giáo pháp của Đức Phật sẽ phù hợp với những người trí. Những người nào học giáo pháp, người đó là người trí. Người nào mà không học giáo pháp, người đó là người ngu. Đó là cái ân đức của người niệm pháp. Còn đến mà khi mà mình thực hành pháp thiền niệm pháp thì mình sẽ thực hành một cách uổng tự. Thứ nhất là cái vị đó sẽ thực hành từng cái ân đức một. Nếu mà mình thích thực hành cái thiền pháp niệm pháp giống như là thiền niệm ân đức Phật, Sotato Bhagavata Thamho, mình cứ niệm đi niệm lại một câu đấy, hoặc là mình niệm cả hai câu, một cái câu Pali và một cái câu tiếng Việt, Sotato Bhagavata Thamho. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Trong cái lúc mình niệm pháp, mình suy tưởng đến cái ý nghĩa hoàn hảo của giáo pháp, thì lúc đấy mình sẽ chứng đắc được cái pháp thiền niệm pháp. Thiền niệm pháp mình sẽ chứng đắc được đến định cận hành, giống như thiền niệm Phật. Niệm Phật thì mình niệm Phật đến đâu thì mình chìm đắm vào cái ân đức của Đức Phật đến đâu, vào cái trí tuệ và đức hạnh của Đức Phật đến đâu. Thì một người niệm pháp vậy, mình niệm pháp đến đâu thì cái tâm của mình nó cũng chìm đắm vào các cái ân đức của pháp đến đâu, mình sẽ thấy được cái sự vi diệu của pháp, thấy được cái sự nhiệm màu, thấy được cái sự cao thượng của giáo pháp, thâm sâu của giáo pháp. Và càng niệm pháp đâu thì trí tuệ của mình nó càng sinh trưởng. Thì cái người niệm pháp, người đó sẽ có được cái trí tuệ nhạy bén, có được cái trí tuệ phóng pháp, có được cái trí tuệ rộng lớn. Cái người niệm pháp thì người đó sẽ sống với pháp. Như là bây giờ có rất nhiều người, mỗi người có một cái duyên đến với giáo pháp. Có người chỉ cần nghe đến tên Đức Phật hoặc nhìn thấy hình ảnh Đức Phật là người đó đã phát khởi niềm tin rồi, đó là người thiên nặng về niệm Phật. Có những người người ta nghe Phật rồi, người ta thấy Phật, người ta vẫn chưa tin, nhưng khi nghe được giáo pháp của Phật thì người ta sẽ tin theo và người ta thực hành theo, đó là người đó có cái đức tính thiên nặng về niệm pháp. Có những người thì nghe pháp rồi nhưng mà chưa chắc đã tin, nhưng mà khi mà
sống gần với chư tăng, thân cận với chư tăng, rồi mới thấy được cái đạo hạnh của chư tăng, thì lúc đấy mới phát triển được cái niềm tin. Thì cái đấy là cái người nào thiên đặt về cái hạnh nhị tăng, mỗi chúng sinh có những cái đức hạnh, cái đức tính khác nhau như vậy, và nó cũng là một cái nhân, một cái chủng tử để một cái người đó sẽ cảm nhận giáo pháp trong những cái đời tiếp sau. Một cái người mà thường xuyên niệm Phật thì cứ cứ sinh ra ở trong kiếp nào mà có giáo pháp, có Phật sát, thì lúc đấy mình sẽ trở thành một cái người Phật tử. Mình có thể sinh vào các cái cõi nào mà có Phật sát, mình có thể tìm đến để học chánh pháp, để thực hành giáo pháp, và khi mình sẽ có nhiều cơ hội để chứng đắc được giáo pháp, để đi đến niết bàn. Khi người niệm pháp cũng vậy, người niệm pháp mình sẽ gieo trồng được cái nhân, đó là có cái niềm tin sâu sắc với giáo pháp, có được cái trí tuệ để hưởng rộng rãi về giáo pháp, và mình có thể chứng ngộ được giáo pháp trong kiếp này. Nếu không chứng ngộ được kiếp này thì mình cũng tạo được cái nhân để mình luôn luôn đạt được giáo pháp ở trong các kiếp tương lai. Và người niệm pháp thì mình sẽ có cái nhân luôn luôn gần gũi được chánh pháp. Vì giáo pháp thì nó có nhiều, mà có chánh pháp, có tà pháp. Còn nếu mình mà có cái âm thức niệm pháp thì sẽ là cái duyên lành để mình luôn luôn gặp được chánh pháp. Gặp được chánh pháp thì mình sẽ giác ngộ được giác ngộ được cái chánh trí và đi đến cái đài thoát sinh tử. Lợi ích của những người thực hành cái pháp thiền niệm pháp, thiền niệm pháp đức pháp, có sáu âm đức. Cố gắng càng gìn giữ được bao nhiêu thì
chắc chắn định tâm của mình để thân thiện. Và chúng ta nói là giới là nền tảng của định, và định là nền tảng của tuệ, định là nền tảng của tuệ, định là nền tảng của tuệ, định là nền tảng của tuệ.